Hello, con bắt ngoài channel clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình gặp phá cái đầu tiên nha. Chơi quét Hero. Let's go. Wow. Rồi các bạn ấn liên tục vào cô nàng này. Let's go. Luôn. Let's go. Số cây và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai, cho quân hô đồ hai. Tiếp tục nào, một cô gái đang tắm, rồi cô ta đứng trên một bàn da. Let's go. Rồi các bạn dê chiếc xe rất từ từ thôi. Nếu mà dê nhanh quá thì các bạn sẽ bị bà ta cho lát xe luôn. Bà ta như là một phù thủy. Ok. Rồi, mình sẽ câu xem được con gì.
một con bạch tuộc. Wow. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ ba, Granny Chapter 2. Let's go. One day. Okay. Mở đây là xem có gì không. Không có gì. Tiếp tục. Oh my gosh. I see you. Let's go, let's go. There you are. Oh my gosh. Cả hai vợ chồng luôn. Rồi, bây giờ mình đã lên đến trên tầng 2. Đây là một khẩu súng điện. Mình sẽ xem ta đang đâu. Rồi, tháo lại ra. There you are.
Ok, đây là chiếc chìa khóa để mở căn phòng của ông bà này. Đây là một căn phòng mà các bạn có thể trốn được. Ok. Oh my gosh. Mình đang định lên để bắn bà ta. Ai ngờ bà ta xuống luôn rồi. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ tư. Shenandoah The School. Let's go. Đây là một tựa game ma trong trường học. Bóng ma trong trường học. Cũng rất là hay. Đầu tiên thì mình sẽ vào cái phòng đầu tiên. Xem trong này có gì không. Không có gì. Tiếp tục sang căn phòng thứ hai. Không có gì luôn. Ok, let's go. Sao đang cam bên này sao? Hai món đồ rồi. Khi tìm hết ở tầng 1, các bạn sẽ lên trên tầng 2. Bắt đầu mình sẽ sang phòng bếp. Phòng bếp rất nhiều ngăn nhưng mà không có gì bên trong. Oh my gosh. Ok. Rồi, tiếp tục sang phòng kế bên. Đây là phòng ăn rồi. Không có gì đây. Rồi sang lan can tiếp theo. Ok. Phòng này nào. Món đồ thứ ba. Let's go. Ở đây các bạn tìm đủ 8 món đồ. Lúc đó các bạn sẽ được lắp vào gọi là một cái máy chạy. Lúc đó thì cánh cửa sẽ mở ra và các bạn sẽ thoát được khỏi nơi này. Còn 8 món đồ, 4 món đồ nữa. Món đồ thứ 5. Đó, các bạn cứ đi xung quanh và tìm tất cả những món đồ. Sau đó thì sẽ gấp vào ở phòng cuối cùng. Ok, rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Shenandoah 2D. Let's go. Wow, đúng là một ngôi nhà ma. Thank you.
mình sẽ vào căn phòng đầu tiên. Không có gì. Tiếp tục sang căn phòng thứ ba, mở ra đây xem có gì không đã. Ok, các bạn dùng chiếc búa này đập luôn cái lỗ tường thủng này đi. Ok, căn phòng này thì bắt buộc các bạn phải có chìa khóa. Đó, khi các bạn có điện thì các bạn mới vào được trong dưới đây. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. See you in here. Let's go. Đây rồi, Slenderman đây. À, xin lỗi. Ok, bây giờ mình sẽ xuống đây. Bây giờ xem thế nào. Rồi chúng ta quay đi. Sau đó thì mình sẽ chạy sang bên đường bên trái, bên phải. Let's go. Chào đây. Thank you.
Có một cánh cửa mở ra. Đó, các bạn phải tìm cái cửa đó, phải đó đi vào. Cửa đó chỗ nào nhỉ? Để xem là đi tìm. Các bạn phải tìm cái chỗ đấy, sau đó thì đi vào và làm những bước tiếp theo. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. House of Slenderina, bóng ma trong ngôi nhà. Let's go. Ok, đầu tiên thì mình sẽ đi bên này. Phòng đầu tiên. Ở trên tường cho nên rất khó nhìn, các bạn phải đứng một chút thôi. Let's go. Phòng này là phòng của ông chồng bà ma này. Các bạn phải có chiếc chìa khóa đây rồi. Mảnh thứ 5. Đó, các bạn cứ đi xung quanh căn phòng này, xung quanh ngôi nhà này và tìm tất cả là 8 mảnh. Sau đó thì các bạn sẽ ghép vào. Sau đó các bạn tìm cách trốn thoát khỏi đây. Khi các bạn tìm hết tầng 1, sau đó các bạn sẽ đi lên tầng 2. Đây là phòng ăn hay sao? Đúng rồi, chuẩn. Và tầng 2 thì nằm ở trên này. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Slender Rising. Let's go.
đây là nơi để ô tô, những chiếc ô tô bị hỏng. Ok, mình đã chuẩn bị nhìn thấy con đầu tiên. Có đường là oh my god, xung quanh chỗ này đây rồi, đây là thu thập những bức hình chứ không phải là đi thu thập những con ma. Wow, bước chân của ông Slenderman. Bình thứ hai. Quá gần cho nên là các bạn không làm gì đâu ta. Khi ông ta bắt các bạn lại phải chơi lại từ đầu. Wow. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Video game. Play. Đây là một tựa game ma. Cũng rất là hãi luôn. Chiếc chìa khóa. Wow, tiếng game này rất là rùng rợn. Nhưng mình chơi game này thì mình sợ hơn cả Slenderina. Mình sẽ đi vào đây xem. Rất là kinh luôn. Wow. Rồi và mình sẽ sang tựa game tiếp theo. Đó, tựa game mà nó rất là khiếp. Các bạn chơi nếu mà các bạn hơi khiếp một chút thì các bạn có thể giảm volume đi một tí. Chứ nếu không thì chơi tựa game đó rất là khiếp. Bởi vì cái tiếng nhạc và cái tiếng âm thanh ở bên trong rất là hãi hùng luôn. Đúng là một tựa game kinh dị. Quan đây. Ok, let's go.
Oh my god. Wow. Và ta chạy nhanh thật. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Scary Hobby Store. It keeps. Don't. Skip. Start game. Chỉ mất ít máu thôi. Khéo cho các bạn chơi thẳng. Rồi. Và tiếp tục. Mình sẽ đi tìm sang đây sẽ có gì không ạ? Khi không có gì các bạn đã ra ngoài. Ok. Rồi lại chạy vào. Một chút chìa khóa. Oh my god. Đó. Đi từng phòng một. Nếu có cái điều gì đó, có cái gì đó thì bạn làm thôi. Đây một cái gì đó đây. Có một phải kiếm một cái gì đó ở trong này. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. How up fear. Wow. Day 4. Không biết con ma gì. Không biết trong này có đạn không. Không có viên nào. Xem có đẹp không. Nhìn rất là hoành tráng luôn. Wow. Rất là hoành tráng. Cái này như là một chiều không gian khác. Wow.
cái này chắc đi kiểu người ngoài hành tinh. Rồi ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.